À, vâng, và xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của Nam Huy. Tiếp tục cho ngày video ngày hôm nay thì em đang lên một cấu hình combo cho một bác khách hàng ở Hải Phòng, bác Tuấn. Với cái cấu hình combo này thì toàn là đồ chính hãng hết và là những cái đôi loa mới của năm 2022. Thì bên kia thì em vẫn đang setup thêm một cái cấu hình combo nữa gửi cho một bác khách hàng. Đối với cái cấu hình combo này thì sẽ gồm có một đôi loa F931. Đấy, một đôi loa F931, một con đẩy liền vang X10 dòng thế hệ 5.0, dòng tích hợp đầy đủ những cái tính năng như là echo, reverb, feedback 6 chế độ này, effect này, điều khiển đầy đủ hết. Và trên cùng đó là một con mic cao cấp, dòng cao cấp nhất của Euro, đó là BS1000. Con mic này thì có cái chế độ chống nhiễu, chống hú, nhưng nói chung là về cái chế độ bắt mic nhạy thì con này là đứng top đầu ở trên thị trường đối với dòng mic BS1000. Nếu mà các bác cầm những cái tay này và những cái tay phổ thông khác thì con này có thể là nặng gấp đôi đối với những cái con tay kia. Đấy là về cái chất lượng của sản phẩm này. Với toàn bộ giá trị của một cấu hình combo này thì nó rơi vào tầm 19.500.000 đồng. Thì bên em sẽ hỗ trợ lắp đặt tại nhà đấy, bán kính dưới 100 km, và bên em đang có những cái chương trình đó là dùng thử trong vòng 1 tuần đấy, nếu mà không hay thì bác có thể hoàn tiền đối với những cái sản phẩm chính của EB Pro đấy. Thì nói qua một chút về cái một trong những cái model là đang rất là nổi trong cái thời gian gần đây, đó là model F931, đúng không ạ? F931. Con này thì là cái con dòng sản phẩm cao cấp và đời cao nhất của năm 2022 của EB cho ra mắt. Con này thì sẽ được chạy bằng một bát 30, đấy, một chung và một chung 17 to. Đấy, nếu mà các bác nhìn cái quả chung này này, đấy, thì sẽ cho ra được cái chất âm và cũng như là ở cái giải tần nó cao và to và sáng, sáng tiếng, lời rõ thì các bác hát karaoke thì rất là nhẹ. Tiếp theo đấy là hai tép giấy và một chép neo hỗ trợ ở cái giải tần cao hơn, cao nhất luôn. Đấy, và con này sẽ là làm được theo công nghệ và thương hiệu của Mỹ lên, chất lượng linh kiện rất là ok và rất là được đảm bảo với cái con F931 này. Và hãng đang cho ra với cái mức giá đó là 6.900.000 đồng. Đấy, thì mức giá cũ của nó là 8.000.000 đồng và đang có những cái chương trình khuyến mãi sâu đối với sản phẩm model mới của EB Pro cho các bác có thể được cảm nhận. Vân gỗ này, các bác nhìn, đây là vân gỗ màu lu. Đấy, vân gỗ lu. Đấy, rất là chắc chắn đối với sản phẩm này, đẹp bóng. Đấy, có mặt lưới bên đây nhìn trông rất là hài hòa và đẹp mắt đối với sản phẩm. Và chúng ta đi theo xem một chút về cái mặt đằng sau. Đằng sau vẫn là như vậy thôi. Model F931 cọc đồng nguyên khối. Các bác dùng cái này thì không sợ là tín hiệu vào kém nữa nhé. Đấy, và những cái giáp cốt cao cấp mạ inox đầy đủ hết, và công suất nó cho ra từ giải tần từ 350 đến 500 W. Đấy, từ 350 đến 500 W. Đấy, dòng sản phẩm cao cấp của EB Pro thì đã được có tiếng ở trên thị trường rồi. Đấy, các bác nào mà đã chơi âm thanh thì cũng đã biết về sản phẩm của EB Pro. Đây là một trong những sản phẩm mà người ta thiên về cái chất lượng và thiên về cái chế độ bảo hành chăm sóc khách hàng rất là tốt. Và sắp tới thì bên em chắc cách đây tầm một tuần nữa thì bên em sẽ khai trương cơ sở 2 ở Hà Nội. Đấy, để có thể phục vụ về cái chế độ bảo hành cũng như là phục vụ về chế độ chăm sóc khách hàng nó tốt hơn, và các bác có thể những cái tỉnh lân cận như là Phú Thọ ở cái miền ở bên trên ở Hà Nội có thể xuống Hà Nội nó dễ hơn. Còn đâu bên em thì cơ sở 1 vẫn hoạt động ở phố nối Mỹ Hào, thì các bác cũng có thể gần ở cơ sở nào có thể đến cơ sở đấy. Bên em sẽ một tuần nữa thì mai em sẽ có những cái video lên chi tiết về review qua về cái cơ sở Hà Nội bên em bắt đầu chuẩn bị hoàn thành xong. Bây giờ đang tiến hành làm nội thất nên là mai em sẽ bắt đầu tiến hành review cho các bác cùng xem qua. Đấy, quay lại với vấn đề chính của ngày hôm nay, cấu hình combo này thì mời các bác cùng nghe thử xem cái chất âm của cái cấu hình combo này nhào nha.
Ok, toàn bộ về cấu hình full của FB Pro bác nghe qua. Đấy, chất lượng âm thanh này, tiếng bát nó đánh này, sâu và ấm này, tiếng lời rõ ràng này, đúng không ạ? Tiếng tép thì tí tách nghe rất là sáng. Đấy, nếu mà một bộ âm thanh này mà hát ở nhà kết hợp với những cái con mic BS1000 này không có cái điểm gì để chê nữa rồi, đúng không ạ? Ok, mà chỉ dưới 20 triệu đồng thôi, các bác nào cần tham khảo hoặc là quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp bên em để được cái tư vấn cụ thể nhất nha. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video lần sau.